đã quay trở lại với bản tin 12h30 trưa của Vietnam Top News. Như Quỳnh sẽ cùng đồng hành với quý vị trong bản tin trưa nay, ngày 9 tháng 11 năm 2020. Xe UAT lao xuống vực khiến 3 người thiệt mạng ở Hà Giang. Ốc sên xuất hiện mật độ dày hàng loạt sau mưa liên tiếp, phá hoại Thanh Long, Bình Thuận. Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão thứ 12. Bà Kamala Harris là chính trị gia quyền lực nhất trong vai trò phó tổng thống Mỹ. Người biểu tình Thái Lan kêu gọi quốc vương đối thoại. Chúng ta cùng điểm qua những tin tức chính trong ngày hôm nay. Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 11, một xe ô tô UAT chở 7 người đã lao xuống vực, khiến 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương ở thôn Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Chiếc ô tô UAT đã đi từ thị trấn Đồng Văn xuống thôn Bản Mồ và gặp phải vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ngay khi vụ việc xảy ra, công an huyện Đồng Văn và các lực lượng chức năng đã có mặt tại địa bàn để khẩn trương đưa những người bị thương vào viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn. Danh tính 3 người thiệt mạng được xác định là bà Nguyễn Thị Hoài Tê, sinh năm 1973, bà Nguyễn Thị Minh Tê, sinh năm 1962 và bà Nguyễn Thị Phương Đê, sinh năm 1970. Cả 3 nạn nhân đều trú tại thành phố Đà Nẵng. 4 người bị thương gồm ông Trần Nhãn Tê, sinh năm 1958, anh Trần Công Tê, sinh năm 1994, anh Nguyễn Đăng Đê, sinh năm 1998, trú tại thành phố Đà Nẵng và lái xe tạm trú tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn. Hiện các cơ quan chức năng đã khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ốc sên đã xuất hiện mật độ dày tại hàng loạt vườn thanh long tại Bình Thuận sau các đợt mưa liên tiếp, khiến nông dân lo lắng. Bình Thuận hiện là thủ phủ thanh long của cả nước với hơn 39.000 hecta trồng thanh long. Tại xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, hơn một tháng nay, vườn thanh long của ông Đỗ Thanh Hoàng đang bị ốc sên có dạng xoắn tròn, vỏ dẹp, kích thước chừng ngón tay cái, xuất hiện dày đặc trên cành sau mưa. Vào ban ngày, khi nắng lên, ốc sên trốn kín trong hốc trụ, khó phát hiện, nhưng lúc trời mát, nhất là ban đêm, chúng bắt đầu bò ra cắn phá cành non, mắt nụ và cả trái xanh lẫn trái chín. Nếu không diệt kịp thời, ốc sên sẽ ăn trụi, đọt non và búp, trái sắp thu hoạch bị nó cắn để lại sẹo trông xấu xí không ai mua. Các khu vực lân cận Hàm Thạnh như Hàm Cần, Hàm Kiệm, Mương Mán, Hàm Mỹ, Phú Hội, Hàm Liêm cũng xuất hiện tình trạng ốc sên phá hoại với mức độ trầm trọng. Ông Nguyễn Văn Hùng có hơn 2.000 trụ thanh long ở khu vực Hải Vi, xã Mương Mán cũng phải dọi đèn, đi giải thuốc và bắt sên gom lại một chỗ để diệt hàng đêm trong tình trạng này. Tháng trước do diệt không kịp, vườn ông Hùng đã bị hỏng hết 2 tấn trái chín do ốc sên bò lên cắn phá nham nhở. Hiện tỉnh Bình Thuận có khoảng 1.900 hecta thanh long bị ốc sên cắn phá gây thiệt hại nặng. Sáng ngày 9 tháng 11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào Biển Đông một ngày đã mạnh lên thành cơn bão thứ 12 với tên quốc tế là bão Etau. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật cấp 8 trở lên khoảng 110 km tính từ tâm bão. Trong ngày hôm nay, bão đi theo hướng Tây với tốc độ 15-20 km/h và khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 10 tháng 11, tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 120 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là 90 km/h, cấp 9 giật tăng cấp 2. Bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận trong ngày mai, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 11 tháng 10, vị trí tâm áp thấp ở khu vực trên biển Đông Campuchia, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 40 km/h. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Etau kết hợp với không khí lạnh, từ chiều ngày 9 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm trên một đợt, có nơi trên 400mm. Quảng Bình, Nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm trên đợt. Các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3. Các sông ở Quảng Bình và khu vực Nam Tây Nguyên ở mức báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2. Miền Trung đã hứng chịu 4 cơn mưa bão trong tháng 10, trong đó 2 đợt mưa lũ làm 138 người thiệt mạng, 16 người mất tích, thiệt hại vật chất khoảng 15.500 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có chủ trương triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái trụ sở, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà các trụ sở công là phù hợp với chủ trương phát triển nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của chính phủ và thành phố. Việc này cũng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cũng như việc bảo vệ môi trường gắn liền với mục tiêu giảm phát khí thải nhà kính. Sở Công Thương phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ cùng các đơn vị liên quan hiện đang rà soát, phân tích đánh giá kết quả thực hiện của các dự án điện mặt trời đã triển khai từ nguồn ngân sách nhà nước thời gian qua. Sắp tới, các đơn vị phải tổ chức khảo sát hiện trạng mặt bằng, không gian, điều kiện thực tế để có cơ sở đề xuất chủ trương, phương thức, lộ trình, nguồn vốn thực hiện đảm bảo tính hiệu quả.
Ông Bùi Trung Kiên, Phó Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các trụ sở Ủy ban Nhân dân, trường học, bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đều có thể lắp điện mặt trời trên mái nhà. Tính toán sơ bộ của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh cần bỏ ra khoảng 3.000 tỷ đồng để lắp điện mặt trời trên các cơ quan công lập. Ngân sách bỏ ra một lần nhưng thu về trong 20 năm, thời gian hoàn vốn đầu tư khoảng 7 năm. Hiện tại, trụ sở Ủy ban Nhân dân các quận 4, quận 10, quận 12 và Phú Nhuận cũng như trụ sở các công ty điện lực đã lắp đặt điện mặt trời đạt hiệu quả tốt. Ngày 8 tháng 11, Chi cục Quản lý Đường bộ 2.5 ra thông báo cấm đường theo khung giờ cố định trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây từ km 189 đến km 206, đoạn nối giữa hai xã Hướng Phùng và Hướng Việt, huyện Hướng Hóa. 17 km đường Hồ Chí Minh chỉ lưu thông 2 tiếng mỗi ngày nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và dành thời gian khắc phục sạt lở. Thời gian cấm đường bắt đầu từ ngày 9 tháng 11 cho đến khi có thông báo mới. Tất cả phương tiện bao gồm người đi bộ chỉ được đi qua đoạn đường này trong khung giờ từ 9 đến 10 giờ và 15 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Công an huyện Hướng Hóa và các đơn vị đang thi công trên tuyến này sẽ bố trí người trực gác, cắm biển báo, rào chắn, đèn, phao tại hai chốt. Mưa lũ đã gây ra sạt lở, tắc hoàn toàn tại tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tắc đường khiến hai xã Hướng Việt và Hướng Lập bị cô lập hơn một tuần. Đến ngày 25 tháng 10, nhà chức trách Quảng Trị mới có thể tiếp cận bằng cách đi đường vòng ra Quảng Bình rồi trở vào với khoảng cách 200 km thay vì 60 km như thông thường. Còn nhiều điểm sạt lở cần khắc phục như tại km 197, km 195 và km 189 cộng 650. Sau đây là những thông tin cập nhật trên thế giới. Kamala Harris, 56 tuổi, được xem là chính trị gia quyền lực nhất trong vai trò phó tổng thống Mỹ kể từ thời Dick Cheney. Ngoài ra, Đảng Dân Chủ cũng tin rằng bà là một ứng viên tiềm năng, có thể kế nhiệm Joe Biden, tổng thống Mỹ nhiều tuổi nhất khi được nhậm chức. Trong vai trò phó tổng thống cho Joe Biden, Kamala Harris có thể sẽ đóng vai trò đặc biệt trong việc bắt đầu lên lộ trình cho cuộc bầu cử tổng thống của Đảng Dân Chủ năm 2024. Kamala Harris là người phụ nữ da màu đầu tiên của một chính đảng chạy đua vào Nhà Trắng. Bà thường nói về ảnh hưởng từ xuất thân của mình đến việc định hình niềm tin chính trị và đam mê bảo vệ bình đẳng sắc tộc. Cả người mẹ Ấn Độ và người cha Jamaica của bà đều lớn lên dưới sự đô hộ của thực dân Anh. Tuy nhiên, cả hai đều quyết định không học tập tại Anh mà thay vào đó chọn nhập cư vào Mỹ. Shyamala Gopalan và Donald Harris đã gặp nhau khi các thành viên của một nhóm tri thức nhóm họp tại Berkeley trong những năm 1960, giai đoạn cao trào của phong trào đòi dân quyền tại Mỹ. Kamala Harris hào hứng chia sẻ về lúc bước đầu làm quen với các phong trào dân quyền. Em gái và tôi thường đùa rằng chúng tôi lớn lên giữa một nhóm những người trưởng thành, dành cả ngày để đi tuần hành và hò hét về thứ gọi là công lý. Ngoài ra, niềm cảm hứng của Harris còn đến từ ông bà ngoại. Bà ngoại của bà là một nhân viên dân sự, làm việc dưới chế độ cai trị của Anh tại Ấn Độ trong những năm 1930 và đã bí mật tham gia phong trào giành độc lập Ấn Độ. Ông ngoại của Kamala Harris cũng là người thường xuyên nói với bà về quan điểm xây dựng một nền dân chủ, cũng như những câu chuyện về việc chống lại ách đau hộ của thực dân Anh. Harris không nghĩ rằng tầm nhìn chính trị của bà là tự do cấp tiến. Bà cho biết, tôi không tìm cách tái cấu trúc xã hội. Tôi chỉ cố gắng quan tâm đến những vấn đề khiến mọi người bật mình thức giấc lúc nửa đêm. Một số nguồn tin đã tiết lộ rằng Jared Kushner, con rể và cũng là cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã tiếp cận để thuyết phục ông Trump nhận thua trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua. Ông Trump đã tuyên bố cáo buộc đối thủ vội vã giả vờ là người chiến thắng và cuộc đua còn lâu mới kết thúc. Ông Trump nói, bắt đầu từ ngày 9 tháng 11, bộ tranh cử của chúng tôi sẽ bắt đầu khởi kiện vụ việc tại tòa để đảm bảo luật bầu cử được tuân thủ đầy đủ và tìm ra người chiến thắng hợp pháp. Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi người dân Mỹ có được kết quả kiểm phiếu trung thực mà họ xứng đáng nhận được và như những gì của Đảng Dân Chủ đòi hỏi. Kate Beringfield, phó phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Biden đã cho biết rằng không có bất kỳ cuộc liên lạc nào giữa ông Biden với ông Trump hoặc giữa các đại diện của hai bên kể từ khi các báo đài đồng loạt đưa tin ông Biden thắng cử. Một số đồng minh đã nhận định rằng hai người có thể nói cho ông Trump biết sự thật rằng việc cố gắng kéo dài cuộc bầu cử đã ngã ngũ sẽ gây hại cho sự nghiệp cũng như các kế hoạch chính trị trong tương lai của ông, chính là con gái Tổng thống Ivanka Trump và chồng cô Jared Kushner. Ngày 8 tháng 11, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin đã viết trên Twitter yêu cầu phái bộ tại Liên Hợp Quốc bỏ phiếu cho ứng viên Trung Quốc và một trong năm ghế tại Tòa án Công lý Quốc tế sẽ trống vào năm tới. Hiện 8 ứng viên đang cạnh tranh vào năm ghế trống, 4 trong 8 người là thẩm phán ICJ, tái tranh cử vì họ sẽ mãn nhiệm vào ngày 5 tháng 2 năm 2021. Một trong 4 người là thẩm phán Trung Quốc Tiết Hãn Cầu, phó chủ tịch ICJ. ICJ còn được gọi là Tòa án Thế giới, tòa án cao nhất của Liên Hợp Quốc về giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia. Tòa bao gồm 15 thẩm phán được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an bầu với nhiệm kỳ 9 năm. Các thẩm phán được phép tái tranh cử.
Ngoài ra, từ tháng 6 năm nay, Philippines đã đề cử một ứng viên khác là thẩm phán Nhật Bản Yuji Iwasawa thay vì bà Tiết. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết nước này có thể ủng hộ nhiều hơn một ứng viên tại cuộc bỏ phiếu vào ngày 11 tháng 11. Tuy có căng thẳng với Bắc Kinh về vấn đề biển, Tổng thống Philippines Duterte đã thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp hơn với Trung Quốc kể từ khi lên nắm quyền năm 2016. Kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin 12:30 của Vietnam Top News xin được khép lại. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 6 giờ sáng, 12:30 trưa và 18 giờ tối hàng ngày. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất được cập nhật và tổng hợp từ các nguồn thông tin uy tín hàng đầu, thì đừng quên subscribe ngay kênh YouTube của chương trình. Chúc quý vị có một buổi chiều nhiều năng lượng. Như Quỳnh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin 18 giờ tối nay.